Tuổi một tuổi game MOBA với đồ họa không mấy hấp dẫn. Liên minh huyền thoại dưới bàn tay của Riot Games dần trở thành một tuổi game hấp dẫn nhất thế giới. Tuy đã qua giai đoạn người người liên minh, nhà nhà liên minh, nhưng đối với tôi, Liên minh huyền thoại là một thứ gì đó không thể thay thế. 11 kỳ chu kỳ thế giới đã qua, nhưng tôi bắt đầu xem giải đấu này ở thời điểm Faker xuất hiện cùng SKT, nghiền nát tất cả các đội tuyển tại chu kỳ thế giới mùa 3. Từ đó trở đi, mỗi kỳ chung kết thế giới là đem cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì háo hức, lúc thì hụt hẫng, nhưng tất cả vẫn không bằng một kỳ chung kết có sự xuất hiện của người Việt Nam chúng ta, Soft. Tôi là Cảm. Hôm nay, hãy cùng tôi nhớ lại thời khắc lịch sử của năm 2020, khi Soft và tập thể Sơn Linh đặt chân vào trận chung kết của giải đấu lớn nhất Liên minh huyền thoại. Ê, đi học về làm ván liên minh chứ mày. Chắc cũng đã lâu rồi không còn được nghe câu nói này từ thằng bạn thân. Cuộc sống của tôi và nó giờ đã chia đôi ngả. Tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với cái tựa game này nữa, nhưng tôi vẫn thường hay theo dõi những đội tuyển lớn hay tuyển thủ của tôi yêu thích thi đấu. Tôi cũng chợt nhận ra là 10 năm từ khi Liên minh huyền thoại xuất hiện ở Việt Nam, những kỷ niệm lại ùa về. Tôi chơi tựa game này cũng đã 9 năm nay. Nhớ lần đầu chơi, năm đó tôi 20. Tôi chọn Varus vì đó là một tướng tay dài, có thể bắn từ xa. Và cứ thế tôi chơi hết ván này đến ván khác, chơi cùng lũ bạn khi đi học về. Những trận game đầy ắp tiếng cười và niềm vui của một thời niên thiếu, một thời trẻ trâu đã đi qua. Nhưng điều khiến tôi gắn bó với tựa game này là được xem thần tượng của mình ra sân. Nếu đối với nhiều người, tượng đài lớn nhất trong lòng họ dĩ nhiên là Faker. Còn đối với tôi, người tôi luôn theo dõi từ khi cậu ấy còn là một thằng nhóc khuấy đảo bậc xếp hạng thách đấu, cho đến khi nổi tiếng với biệt danh Thần Đồng Việt Nam hay Thiên Tài Lập Dị, đó là SOFM với cách gọi thân thương Soft. Hiện tại đang chơi cho Weibo Gaming, người đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi mỗi khi được xem cậu ấy thi đấu. Tôi xem Soft từ khi cậu ấy xuất hiện dưới màu áo của Full Louis. Cậu thi đấu rất xuất sắc ở vai trò là một người đi rừng, đôi khi một đội hình bất ổn đang đẩy cậu ấy ra đường giữa hay xuống xạ thủ. Với một tài năng thiên phú của vua trò chơi, luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, dù cho cậu có thi đấu ở một vị trí khác. Khi đó tôi thầm nghĩ, một thiên tài như Saf không biết khi nào mới được ra quốc tế để so tài cùng những tuyển thủ cộm cán khác. Điều gì đến cũng đã đến. Ngày tôi nghe tin Saf được Snake ký hợp đồng, tôi rất bất ngờ. Trong lòng tôi lâng lâng một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Tôi mừng thầm trong lòng mà chẳng biết kể với ai, muốn tan làm thật nhanh để được về xem Saf thi đấu. Ngày mà Lê Quang Duy debut dưới màu áo của Snake và thi đấu trận đầu tiên cho bầy rắn, tôi đã nạp hẳn 50k tiền nét, một chai Sting, một tô mì xào hai vắt một kính bên cạnh để ngồi dõi theo những bước di chuyển của Soft trên mặt đất Trung Hoa đại lục. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm trôi qua, những kết quả của Soft cùng với đội tuyển của mình không mấy khả quan. Thời khắc gần nhất để đưa Soft đến với một kỳ chung kết thế giới là chuỗi BO10 năm 2016. Tôi đã khóc chứ. Tôi không thể tin được ban tổ chức LPL là có thể đưa ra lịch thi đấu khắc nghiệt đến như vậy. Có lẽ các bạn cũng đã từng như vậy, chứa thề trong đầu mình rằng cái lò gì vậy. Nhưng sự thật là sự thật. Crystal chấn thương quá nặng, còn bầy rắn thì kiệt sức. Sọp ư, sọp lỡ hẹn với chung kết thế giới rồi. Mùa xuân 2020 là khoảng thời gian rất khó khăn với Soft. Khi đó, cậu chuyển đến một đội tuyển mới và thi đấu cùng những mảnh ghép khác nhau trong đội hình. Sơn Linh chỉ dừng lại ở vị trí thứ 7 mùa xuân. Nhưng đến mùa hè cùng năm thì khác. Soft và các đồng đội đã vào form, liên tục chiến thắng tại những cặp đấu quan trọng và hy vọng đến với chung kết thế giới không còn xa vời với duy cầu giấy. Giai đoạn đó, Top và Jindong quá áp đảo. Sơn Linh chỉ có thể cạnh tranh với LGD. Và điều tiên quyết là Soft phải qua được PNX. Niềm tin liên tục dâng cao khi Sơn Linh thắng từ ván đấu, và sau tất cả, họ đã trở thành hạt giống số 3 khu vực Trung Quốc. Khi tôi biết được tin này, lòng tôi như vỡ òa, hai dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi cũng chẳng thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trên những trang mạng xã hội,
Người người nhà nhà chúc mừng cho Sọc. Truyền thông thì không ngớt lời ca ngợi Duy với những gì mà cậu và các đồng đội làm được. Là người Việt Nam đầu tiên tham dự một kỳ chung kết thế giới trong lịch sử Liên minh Huyền thoại dưới tư cách tuyển thủ khu vực khác. Kết thúc vòng bảng với 4 chiến thắng và 2 thất bại, đồng hiệu số với G2, Sơn Linh thắng luôn trận tiebreak để giành ngôi đầu bảng trước G2. Những lá thăm mê rủi đưa Duy của các đồng đội vào nhánh thi đấu, tính luôn cả Sơn Linh thì có đến 3 đại diện LPL là Top, Jindong. Lúc tôi theo dõi bốc thăm, tôi hơi khó chịu. Tại sao những lá thăm lại đưa Sọc đến với nhánh đấu khó nhất? Top và JD là những đội tuyển đã hạ Sơn Linh 3-0 trắng mỗi khi họ gặp nhau tại LPL. Tôi chỉ nghĩ rằng Sọc, đến đây là đủ rồi. Lần đầu tham dự mà vào được playoff cũng là ghê rồi. Nhưng cổ tích đã xuất hiện giữa đời thực. Gino bất ngờ xé chân trước một Sơn Linh quá kỷ luật. Sọc lại là người được cả thế giới tung hô khi cậu có màn trình diễn xuất sắc trước Canavi với công bài Graves. Một mùa chung kết thế giới mà tôi đã không uổng công sức để theo dõi từng trận đấu của Sọc. Hy vọng loại luôn TES đã xuất hiện trong tôi. Trước ngày thi đấu diễn ra, tôi lên các diễn đàn, fanpage để tìm hiểu về sức mạnh của Top Esports. Tất cả những gì tôi đọc được trong ngày hôm đó chỉ tóm gọn lại một câu: Sọc muốn chiến thắng thì rất khó, các đường còn lại của Sơn Linh không thể win land. Nhưng Sơn Linh lại tiếp tục viết nên câu chuyện kỳ diệu của họ. Không chỉ Sọc luôn tạo ra những tình huống quan trọng để nắm giữ chìa khóa chiến thắng, tôi còn được chứng kiến một Angel hoàn toàn khác. Anh ta như một thiên thần được Chúa nâng cấp cho đội cảnh vút bay khỏi màn trình diễn nhạt nhòa như thường lệ. Akali trong tay Angel ngày hôm đó hủy diệt tất cả. Kue lấy đi mạng của Jackie Love khiến tôi la lên trong sung sướng. 3-1 trong một trận bán kết không tưởng. Tôi còn chẳng quan tâm ngày mai có phải đi làm hay không. Lúc này tôi chỉ nghĩ về Sarf, ngày mà cậu chiến thắng Daewon Kia và đi vào ngôi đền huyền thoại. Bị dẫn trước 0-1, Sơn Linh vùng lên tại ván thi đấu sau đó. Ngày hôm đó tôi đã biết được thế nào là nghệ thuật đi rừng khi Duy xài Rengar. Đó là lối lên đồ thuần chống chịu, quậy rối đối phương và hỗ trợ đồng đội. Pha bay nhảy của Sọc đã đi vào top những pha thi đấu đỉnh cao nhất tại một kỳ chung kết thế giới. Tôi vẫn hy vọng sau trận đấu này, Sơn Linh sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng và bước lên ngai vàng. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bữa tiệc nào cũng đến lúc tan. Trong một ngày đơn buồn có phong độ hủy diệt, cây đinh ba Showmaker, Canyon, Luguri đâm xuyên trái tim của những chú sư tử, thua hai ván còn lại và nó cũng khép lại hành trình như mơ của Sọc. Vậy là hết. Thần tượng số 1 trong lòng tôi trong lĩnh vực eSports đã phải ngậm ngùi nhìn người Hà vô địch trên đất đại lục. Nhưng ở một góc nhìn khác của hành trình tuyệt diệu này, từ một đội tuyển không được đánh giá quá cao tại giải đấu, họ liên tục hạ những đội tuyển mạnh để đặt chân vào chung kết. Với tôi đã là một hành trình tuyệt vời. Tôi đã theo dõi Duy Cầu Giấy từ những ngày mà cậu sang Trung Quốc cho đến khi cậu được người ta gọi là áo quần thế giới. Tôi rườm rượm nước mắt, giống nước mắt vì thấy được người mình cổ vũ ngần ấy năm nay tìm thấy vinh quang và điền tên mình lên bản đồ Liên minh Huyền thoại thế giới. Một cậu nhóc vô danh trong mắt khán giả nước ngoài, cậu nhóc đến từ một quốc gia nhỏ và không được đánh giá cao, và cho đến khi cậu trở thành cái tên, khi nhắc đến người ta sẽ nhớ ngay đến những con bài gì, từ Lee Sin rồi Tiamat khởi đầu cho đến lô chơi full chống chịu để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Với tôi, cậu là nguồn cảm hứng lớn nhất. Tôi vẫn sẽ xem Sọc cho đến khi cậu dừng chơi. Tôi hy vọng chung kết thế giới 2022, Sọc cùng các đồng đội sẽ xuất hiện trở lại đấu trường thế giới. Và biết đâu, lần này không áp quân nữa thì sao? Father told me when I was just a child.